chung kết chiến của UCLC cộng 350. Ờ, ngày xưa anh chơi tiệm net gần cái khu đó, tiệm net Đỗ Xuân Hợp đó. Ngày xưa anh chơi tiệm net ngay khu Đỗ Xuân Hợp đó, ngay chỗ cái cầu mà xây lưng chừng chạy tới xíu đó mấy anh em. Dự án của anh ngày xưa, dự án của anh là nằm ngay chu HQC Bình Chương Đông, Nguyễn Duy Chinh. Đó, thì từ chỗ đó chạy ra tới cái net một cái tầm cây rưỡi hai cây. Má tụi nó nhân viên của tôi, toàn là mấy người đồng nghiệp của tôi, toàn là mấy người vô giỏi không mà một má sếp tụi mấy ngu mà cây với mày. Sếp đi, sếp tụi đi xem TikTok xong về lấy kiến thức TikTok đi dạy mấy thằng nhân viên, má nó cày. Đâu có sếp vô, mẹ tôi nói sếp vô nhân viên của tôi, mẹ tôi nói sếp vô nhân viên của tôi, sếp vô bị đuổi, sếp bị đuổi của một hộp, mẹ bị chủ tịch đuổi của một hộp, sếp ngồi rú điếm nói luôn. Đồ mẹ, chủ tịch vừa mới kêu ừ em làm được không, tôi kêu không vậy thôi mời em ra khỏi phòng họp, tôi ôm cái laptop tôi đi luôn mấy không mày, tôi ôm cái laptop tôi đi ra khỏi phòng họp luôn, ai cũng nhìn hết á. Nghỉ rồi, ngày xưa còn làm, giờ nghỉ rồi, giờ công chung cư xây xong rồi, 3 năm nay anh làm từ 2019, 20, 21 mà em làm 3 năm mà giờ cũng đi cà phê nữa. Ngày xưa làm cái đó mà giờ đâu có làm nữa, sau này làm xong cái đó sau này chuyển về Golden King quận 7. Xì vời, tao mà toàn 280 triệu được chiến không, ác quỷ không. Anh ở bên Thủ Đức, anh ở bên Phạm Văn Đồng Thủ Đức á, ngay trường cao đẳng Vinatex luôn. Là mấy anh em đi làm á, mấy anh em biết trước biết sau, biết nhìn trước biết nhìn sau cho đỡ. Nó hơn thằng này có 10 mà mấy vị trí mà đánh thằng này như con. Hơn gì đâu. Tại vì quý người hấp dẫn ấy, qua tới tháng sau hơn được chiến vô nghỉ. Qua tới tháng của con Genos Battle là qua tới tháng của con Genos Battle, thằng nào trưởng trước là nó win rồi, cần gì đâu. Nhìn sau nhiều mỗi cổ nên tôi nghĩ ông biết lý do gì sao ông nghĩ ông tạm viết đơn xin tăng lương. tôi nói 90% những người mà viết đơn xin tăng lương xong là gần như mục đích là đều nghỉ việc hết thiệt, đặc biệt là dân IT. Mấy cái đơn xin tăng lương của mấy ông là không khác gì cái đơn xin nghỉ việc hết. Để tôi hỏi mấy ông là tôi tưởng ông có ông nào viết đơn xin tăng lương chưa. Cái đơn xin tăng lương là cái đơn xin nghỉ việc ấy, là cái đơn xin nghỉ việc khéo. Mấy ông nào mà làm IT ấy, là mấy ông nào làm IT hoặc là mấy ông làm chức vụ nào mà cao trong công ty ấy, khi mà công việc nó nhiều quá thì mấy ông sẽ viết một cái đơn xin tăng lương, là cái đơn đó là cái đơn xin nghỉ việc của mấy ông. Nhưng con Google sư UR xài tỷ dòng hit, em biết cái từ hit nó là cái gì không? Em biết nghĩa của từ hit nó là cái gì không?
Rồi con Kogetsu UR xài hiệu ứng làm gì? Đó, em có câu trả lời luôn rồi đó. Em biết mà em còn đi hỏi nữa, em hay dị. Rồi em làm 4 bức tường màu trắng mà em không chịu nổi, em gà vậy. Em làm có 4 bức tường màu trắng mà em không chịu nổi, em đúng chích kình luôn á. Em sợ hụt thì em đi uống. Em sợ hụt thì em đi uống. Mẹ tôi mà kể chuyện tôi đi làm thôi, mẹ kể từ đây tới sáng mai kể cũng hết thiệt. Tôi mà chia sẻ cái hành trình mà tôi đi làm mà đi thực tập với tôi á, mà tôi kể rồi mẹ chắc mẹ kể từ đây tới sáng mai kể cũng hết hay không. Mà tôi đi làm cái hành trình tôi đi làm nhiều lắm, từ cái lúc mà tôi đi học tới lúc ra đi làm, tôi làm nhiều ngành lắm mọi người. Tôi làm tới lúc tôi làm quá trời luôn. Giờ này còn hai bên chạy với Buri năm đầu nữa. Vì mà mấy này lọt cho được chung kết hay cái gì. Ảo ma. Ôi má, không có hiệu file gì, con chạy nó gõ kìa, 500. Một khi nó không đủ rồi thì một khi nó tìm lý do nó không đủ rồi thì kiểu gì lý do nó cũng không đủ. Không muốn thì người ta tìm lý do, muốn thì người ta tìm cách. Oh,
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror, and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Không, mấy ông thấy không, ngủ mấy ông thấy không, đó giờ tôi im lặng để cho kênh chat nãy giờ không có tiền xong đi ngồi tính. Thấy không, tôi ngồi tôi im lặng nãy giờ đó mấy ông, thấy không đó, mấy ông đi tư vấn cho người ta mấy ông thấy còn đau đầu nữa, thấy không đó, mấy ông thấy chưa, mấy ông đi tư vấn cho người ta mấy ông còn đau đầu vậy đó, mà nói như tôi đó nhiều thằng trời đất lắm, cho nên tôi đâu có thèm nói làm gì đâu đó, để cho mấy ông đi tư vấn. Mấy ông thấy không, mấy ông tư vấn mấy ông gặp trường hợp như tôi là mấy ông phải nằm trong trường hợp như tôi thì mấy ông mới thấu hiểu được, thấu hiểu trần đời được rồi. Không đâu có nằm trường hợp với tôi, không đâu có hiểu được đâu. Không lấy yêu file thì chết thôi, mẹ không lấy yêu file thì ăn thì ao game nữa gì đâu. Không lấy yêu file thì ăn ăn hành thôi, dễ mà. Game giờ dễ mà, không lấy yêu file thì ăn hành thôi, đơn giản. Cứ không có yêu file là ăn hành. Qua sau ngày 10 tháng 10 chia cái bản ăn xin bát. Ăn xin 600k để lấy chi viện anh hùng. Ai đâu biết tụi nó chơi mỗi chơi xong rồi chơi người thì tụi nó bán nhạc thôi. Vậy giờ anh đi ăn xin nè, giờ anh đi ăn xin chứ đi ăn cướp nè, dạo này anh đi ăn cướp hơi bị lực luôn á. Giờ đang đi ăn xin chứ đi ăn cướp nè. Hello Bill. Hello em. Ủa tính ra nó là 650 chứ sao 600 ta? Nó là 23 đô mà mọi người, nó là 23 đô mà mọi người nạp qua sim GM, mọi người nạp qua sim GM là nạp nó còn tính nạp qua sim GM nó còn tính thêm phí của PayPal nữa mà, phí của tài khoản ngân hàng rồi ấy, chỉ có mấy em nạp ShopeePay thôi chứ. Nó phí nữa mà, nó phải là 650 chứ sao 600 mẹ. Nó phải là 650 chứ sao mấy em tính 600 được, tính là phải tính phí luôn chứ. Nó là 23 đô mà mọi người. Đúng không? À mấy anh em đi spa mà. Vô chơi game mà đi nạp có spa.
Em xài iPhone em mới mua trực tiếp qua, em xài iPhone em mới mua trực tiếp được, chứ còn mấy người xài Android đâu mua trực tiếp được đâu. Em xài iPhone em mới mua trực tiếp được. Mấy bạn xài iPhone mấy bạn mới mua trực tiếp qua mua được, chứ còn mấy bạn xài điện thoại Android mấy bạn đâu mua trực tiếp qua mua được đâu. Mấy đứa nhỏ giờ lập lực lắm. Mấy đứa nhỏ giờ lực để nó hơn thua với nhau. Mấy quần què nãy giờ uống 16 phút uống chưa xong gì hai thằng này. Để bỏ qua tốn nhiều gì. Ông anh không có nhu cầu đi review bạn em đâu. Anh bây giờ anh đi cứ ngặt nào anh đi ăn cướp 100 ngàn, anh không có nhu cầu đi review gạt của em đâu. Thiệt.